Thì mệnh đề bốn hạn chúng ta có những chữ như là phu là chỉ người, tức là sẽ bổ nghĩa cho cái danh từ mọi người. Bích là chỉ vật, que là chỉ thời gian, còn quen là chỉ nơi chốn. Sorry, quen là chỉ thời gian, quen chỉ nơi chốn. Ví dụ mình có câu thế này thì mình thấy là chỗ này mình sẽ cần sử dụng cái gì? Chỉ người đúng không? Hu đúng không? Như vậy là chỉ hu. Như vậy nếu chỗ này danh từ chỉ người mình sẽ hu, chỗ này danh từ chỉ vật thì cũng rất sai. Đây à, đây là chữ bút, bút là chữ vật, vật thì có nghĩa cái chữ vật thì được chữ bút sách dễ ha, dễ. Và bút thi thì nó trách nhiệm không à, mình không cần phải viết gì hết, mình cần viết sẵn chọn là cái sẽ đi dễ lắm. Chúng ta hiểu chỗ này nó nói sao không ạ? Người ta cho mình ba cái dấu bằng đó, chúng ta hiểu thế này. Thứ nhất là dấu bằng đó là chữ que. Que đó nó sẽ thay thế cho chữ im đáp tắt cái thù. Như vậy nếu nó chỗ này tôi sử dụng chữ bích được không? Không được. Tôi sử dụng chữ bích nếu trước chữ bích là có chữ im, và cái chữ im trong vị trí ở vị trí đó ở đó đúng không? Như vậy im bích nó mới bằng với chữ que. Như vậy á, nếu mình muốn sử dụng chữ bích thì nó phải có chữ im trong đó ha. Nó tóm lại thì chữ que nó thay thế cho im bích, im bích nó sẽ bằng với một cái chỗ đó là in đáp thấp cái thù. Và một cái điều mà có thể lưu ý là một cái danh từ gì đó, nhưng mà chỗ này á mình sẽ điền chữ que là chỉ về nơi chốn gì, và quen là chỉ về thời gian, thì sao hai thằng này nó luôn luôn phải theo cái cấu trúc là gì à, chủ từ và động từ nha, nó mới đúng được. Lưu ý là qua mối quan hệ nhạc, nhưng mà chỗ này chữ hu và quýt á thì có thể nó sẽ đi theo này được. Nhạc nhạc nó có mối quan hệ. Ví dụ nếu chỗ này chắc chắn là đề thi người ta sẽ chăm điền chỗ này. Mình cứ nhận dạng nếu mà chỗ này sang cái chiếu sau chỗ góc này là động từ không á thì xác suất mình sẽ điền cái gì? Hai này thôi. Mà hai này là nếu là chữ người nè. Này là chỉ đấy, mình sẽ nhìn lên chỗ này là chỗ hai cái từ người ta cộng điểm, thì nếu chỗ này mình thấy chỗ này là chỉ người gắn chữ hu mà cái chỗ này chỉ vật nên chỉ vật tiền đó không gắn chữ quen và que chỗ này, mà quen và que muốn xuất hiện nó phải theo này, phải có hàng này và phải có hàng này. Này cái đó là cái cách để chúng ta nhận dạng cái đáp án. Như vậy bây giờ muốn khi nào que và khi nào quen mình biết không? Que bây giờ mình sẽ suy luận theo que chỗ này là vị trí, quen chỗ này mình sẽ suy ra chỗ này là thời gian. Đó.
nhìn lại câu này nè ha. Có phải mình nảy sang chữ hù không? Sau là một động từ không? Nó phải thành công thức không? Nha, mà bố mình cứ đặt theo cái công thức y chang thì mình cứ cái suy luận các bạn. Bây giờ giả sử có một cái trường hợp thứ ba là trường hợp thứ ba người ta gọi là zero, tức là lược bỏ cái đại từ quan hệ, tức là năm khi chúng ta không cho đại từ quan hệ người ta bỏ nó đi, thay vì sử dụng đại từ quan hệ người ta bỏ nó thì người ta bỏ sao này, trường hợp này tôi cần phải bỏ đi cái đại từ quan hệ này, cái trường hợp này cần được bỏ, được bỏ bằng cách nào? Ví dụ tôi bỏ không thì hợp này này thằng này thì không thể làm gì gì được, mà nó thành cái gì, nó phải trở thành là như thế này sao lấy cái biến đổi rồi sao, muốn lược bỏ đại từ quan hệ chúng ta lược bỏ đi cái đại từ quan hệ đó, cái động từ đó ta làm gì thì mình bạn là cách thứ nhất. Câu này là câu chủ động nè, cũng là câu này bây giờ tôi muốn bỏ đi cái hôn tôi làm sao, tôi mà bỏ đi chữ hu tôi làm sao đây, cũng là bỏ đi chữ hu
bây giờ mình đổi sao ha. Cái câu này nó giống như câu nãy là gì nhỉ? Gì mà ít đi đơn đấy, ít đi đơn giống câu mà mưa đơn nãy, đúng không? Đấy. Nãy mình đổi thành ba cái câu này nó lại thành một cái câu. Tại sao? Mình thấy có gì đặc biệt không? Tại có ai đặt mà đặt cái câu hỏi là chỗ này người ta xin quen mà không xin quen. Ví dụ đáp án người ta bốc tao bỏ trống cho đó. A là quen, B là quen, C là quýt, D là gì đó, hu gì đó. Thì cái đáp án của đó tại sao mình chọn là quen mà không chọn quen. Ví dụ cái đề thi á, mỗi cái đề thi nó sẽ gặp, tôi sẽ gặp là có những chữ như thế. Nếu mà cái chỗ trống chỗ đó thì người ta ra ví dụ đáp án là C là quen, B là quen, C là quýt, D là hôn đi. Thì ví dụ D là mở bỏ ngay rồi, không thể nào hôn được bởi đồng chí người đó. Nhưng mà chúng ta biết tại sao mình sử dụng cho nó là chữ quen mà. Thì chúng ta nhớ là chữ quen nó hiểu sao? Quen là ở chỗ đó, thấy chưa? Ở chỗ đó người ta làm cái gì? Ví dụ khâu phục phát bị làm một cái loại phẫu thuật là ở chỗ đó người ta khâu, người ta vá, người ta mang, người ta cắt, người ta làm gì đó là cái vị trí đó chữ quen. Còn chữ quen là gì? Khi đó chuyện gì sẽ nghe? Thấy không? Nhưng mà chúng ta thấy nếu mà dịch được ý cái ý nghĩa của lúc đó thì mình sử dụng chữ quen, mà mai mốt tôi chỉ cái chiêu thế này. Mai mốt mà cứ gặp cái câu mà miêu tả về cái về lỗi phẫu thuật thì cứ gắn chữ quen rồi 99% là đúng. Ví dụ dạng thế này á, nếu mà nó lên vào chỗ này giống như thì thường là cái loại phía trước là cái loại phẫu thuật gì đó thì cái khả năng là quen là cao nhất. Đây, ví dụ đây này. Câu này ví dụ có một nó đề ba câu luôn một. Bây giờ mình nói có một câu hai trước luôn ha. Bây giờ tôi sẽ nói câu một với câu hai lại bằng cái này. Câu ba mình chưa quan tâm nha, chưa nói câu ba. Một câu hai không. Có phải ít thì nó thay thế cuối đầu. Thế là vượt. Và ít đi hay là quýt đi này mình bỏ được không? Bây giờ quýt đi khôn bỏ được không? Bỏ quýt đi được không? Được phải nhớ câu trước nào? Quýt y khôn này bỏ làm gì? Khôn không ạ? À? À, như vậy tôi sẽ chuyển thành cái câu số đó. Là cách thứ nhất là tôi đang đi từng bước rồi mình nhìn thấy đó. Nhưng mà người ta mốt thi là người ta không kêu mình viết ra. Thì người ta bỏ trống ABCD nhưng mà nó mình chọn đó rồi. Rồi bây giờ câu số 2 và nói số 3. Hồi nãy tôi đã nói là gì? Cứ là phẫu thuật thì gắn que mà. Có phải cái này phẫu thuật không? Mình tách cho mi là phẫu thuật cắt bỏ vú. Mà phẫu thuật đó người ta làm gì thì chỗ đó người ta sẽ cắt một phần bên vú chẳng hạn, thì lúc đó là đi quýt đi que thôi. Như vậy câu số này ra này đáp án cuối cùng là con này hay dễ không? Câu hai mình nhìn lại cấu trúc là ít đi đền đúng không? Ít đi đền thì mình bỏ được không ạ? À? Đường khác giống như nãy giờ mình làm ấy. Đấy, tức là chỗ này đi bỏ ít đi đền. Bây giờ chỗ này quay trở lại mình sử dụng quýt hay là quen thẳng.
da để còn lại một ít sẹo mờ cực kỳ kể từ khi đó nó sưng nó mới lành, nó sưng lành để lại cái sẹo mờ. Chúng ta thấy sử dụng nó với chữ quen ha. Thứ ba thì chúng ta thấy là không thể nào chuyển đổi thành cái dạng lại được. Bây giờ quýt đi khô thì không có dạng đó đúng không? Thì cũng xài được ha. Bây giờ chỗ này bắt buộc phải xịt quen. Bởi vì kiểu bồ xí xe là cái thủ thuật. Cái thủ thuật kiểu xịt quen. Thì còn lại là chuyện chưa quýt sắc. Nhìn thấy cái cách người ta chuyển đổi để mình biết nè. Cái này dễ nhất, bởi vì sóc là chỉ vật thì đi với quýt thanh ha. Cho nên thì đây là một cái loại tình trạng mà ở chỗ đó chỉ bị xỉ ngang, không quen thôi. Thì cái chỗ này thì mình sử dụng hai trường hợp, đó là một mình chỗ này là operation là phẫu thuật, nhưng nãy tôi nói phẫu thuật thì chỗ phẫu thuật cần xịt quen ha, mới móc cho mình nhớ vậy là mới móc mình nhìn cái chỗ phẫu thuật thì khả năng cần xịt quen ha, còn là xịt quen. Bài này thì thi thì ít cái nào để cho cái dạng như thế này, bởi vì á cái dạng này nó ra một cái chỗ này người ta nói là có nhiều hơn 100 án, hay là có hai đáp án đúng cũng được, mà đề thi cũng có dạng này để thi chỉ 100. Thì câu một thì chỗ này phẫu thuật thì chắc chắn là chỉ vật này cho nên quýt ha. Câu hai thì đá y sẽ tịch về sẽ tịch nó bằng nhau, có nghĩa là sao mình bỏ đi đắc y được đấy, nhớ được bỏ ra không, cho nên câu này hai đáp án đều được. Câu ba thì quýt đi khôn và khôn nó giống nhau, nhớ không, bởi vì quýt đi khôn mình được bỏ chỉ một kia. Còn phía sau mình sử dụng là đây là một cái loại phẫu thuật thì cứ sử dụng que được rồi nè. Club không biết là phẫu thuật đấy, phẫu thuật thì dùng que thôi, đây là một cái loại phẫu thuật thì cũng là que thôi. Đây cũng là một cái loại phẫu thuật mà nó được thực hiện quýt đi bồ côn và bồ côn thì được ha, bên hai người giống nhau ở chỗ đó người ta làm gì quen luôn ha, thấy không, rõ ràng người ta không có xin quê ha. Nhưng mà đề thi cái dạng này ha, nếu mà đề thi nó sẽ cho mình cái dạng như thế này, sẽ cho một ví dụ thi là cái dạng giống nhau, đây là cái dạng đề thi tức cũng từ mấy câu nãy giờ mình nói người ta sẽ cho một cái đề thi rồi. Biết đọc đúng được thì làm được rồi đó. Đúng không? Làm được không? Câu 1 chấm gì? ABCD thôi. Hả? Trời ơi, đến giờ nói nhiều rồi, bây giờ mình sẽ kiếm kiếm nha. Câu 1 đâu con D, bạn nào mà chọn con
anh em là xin mua vé xem Phương Trang nhé. Hồi nãy tôi nói đây mà không chịu gì ra được không? Câu đi là có bài que nè, có bài mẹo, có hấp cho chỗ, có luôn. Đến tôi ghi đấy hả? Không thể nào đi được. C. Ai chọn C? Có ai theo đường của chị không ạ? Hả là muốn đi xe gì? Ngoài xe Phương Trang có xe gì nữa? Anh lo hả? Xe thằng Long có dừng nằm yên lắm ạ. À, đấy thì thanh long ha, nó giờ đỡ Phương Trang thì nó ngon, Phương Trang hiện đại hơn, dịch vụ tốt hơn. Có ai chọn xe theo chị không? Nếu ai chọn xe và đê thì chắc mua vé được, không thể nào được. Hai người chúng ta hiểu không? Câu A có nghĩa là quýt y tinh. Mà có gì lên có phải mình bỏ chút cái đi không? Thì để còn cái đó đúng không? Thi là các con cho như vậy nè. Cho đi chép gì đó. Còn tại sao cô sẽ được vậy? Sẽ được là bởi vì nó thiếu chữ y. Thấy không? Tương tự như câu 2 nè, 2 này nè. Câu 2 có thay đổi quyết định được chưa? Không mua, có trả vé là kiếm. Hả? Quyết định nhanh nha. Đâu? B nha. Que nó lên là mấy câu bên đó đó. Cái công thức mà nó nhìn xem que nó ra được sao? Không được đâu nha. Quen với quen là không ra được đó. Hồi nãy mình nói nè, ai này không ra được. Số 3 là gì? C hả? B hay D hay là gì? B đúng không? Hồi nãy mình cứ nói cứ nhớ một thực lực cái chọn quen là được rồi, đúng mình nói xác suất cao đấy. Thứ tư thì không quen lâu phải về được không? À chỗ này rơi vào cái đường que là chết liền. Bởi vì que là công thức, que không xài được, hiểu không? Que không được, tại sao? Bởi vì nó không có trụ từ. À, đó, nói chung là cũng được, cái que đầu được ha. Trả giá được nè. Mua vé là trả giá kịp ha. Thứ năm. Thứ năm là gì à?
Thank you.